Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của Ngành Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi N1 tháng 7 năm 2022. Phần thi Mojigoi, đầu tiên là môn A1 cách đọc của chữ Hán. Câu 1. Nani nani ni tatakau shujinkou ni kodomo tachi wa muchiu da. Từ được gạch chân là chữ dũng và chữ cảm. Các bạn thấy tất cả các phương án đều có cái từ dũng người ta đọc là you rồi, có trường âm. Vấn đề là chữ cảm đằng sau sẽ là can, gan, ken hay là gen. Thì mọi người có thể nhớ là chữ cảm nó sẽ có cái gì nhỉ? Nó sẽ có âm Hán Việt giống như là chữ cảm trong từ cảm động, đúng không? Chúng ta có chữ cảm động đọc là can. Đấy. Can đồ. Như vậy là chúng ta có thể lấy cách đọc này ra để chúng ta lựa chọn, đúng nhỉ? Vậy thì cái chữ này sẽ đọc là yu càng. Đáp án số 1 là chính xác nhé. Có nghĩa là dũng cảm luôn. Shujinko đây là nhân vật chính, có thể là nhân vật chính trong một cuốn truyện tranh hay là một bộ phim. Bọn trẻ ấy thì say sưa, say mê với nhân vật chính, chiến đấu dũng cảm. Ở đây này các bạn có chữ dũng, nó sẽ có âm kun yomi là isa, ví dụ trong từ isamu. Isamu, dũng mãnh. Hay là dạng tính từ isamashi. Âm ghép thì đọc là yu rồi. Còn chữ cảm chúng ta sẽ có âm kun của nó sẽ là a trong từ aet, có nghĩa là dám, và âm ghép sẽ là càng. Ngoài cái chữ yu càng này ra các bạn còn có từ ca càng, quả cảm. Đây, từ này cũng mang nghĩa là dũng cảm nhé. Phương án số 2 yu găng thì chúng ta sẽ không có từ nào đọc như vậy. Yu keng thì các bạn có thể có từ gì nhỉ? Yu keng, à yu keng này có thể là chữ dũng và chữ kiện nhé. Từ dũng kiện này có nghĩa là khỏe mạnh, hoặc các bạn có thể có chữ yu keng là chữ hữu và chữ quyền, có nghĩa là có quyền lực. Yu gen thì quen thuộc rồi, nó là chữ gì nhỉ? Chữ u và chữ huyền, có nghĩa là huyền bí, bí ẩn này, hoặc là chữ đây, chữ hữu và chữ hạ. Câu số 2. Sono ke nitsuite nanani subeki ka dou ka kangaete iru. Về cái vụ việc đó ấy, thì tôi đang nghĩ là không biết có nên. Từ được gạch chân là chữ chung và chữ cáo. Vậy thì chúng ta sẽ đọc chữ chung như thế nào? Tất cả là chữ cáo đều đọc là cô cự ở các phương án rồi. Vậy thì chữ chung mọi người lưu ý ấy, nó có cái phần trên là chữ chung này, đúng không? Mọi người nhớ chữ chung đọc là chiu, ví dụ trong từ chiu goku. Chiu goku. Đây. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cách đọc là chiu. Vậy thì ghép với lại cáo là cô cự sẽ là số 3. Sam bằng. Chiu cô cự có nghĩa là khuyên. Đấy. Trung cáo nghĩa là khuyên nhủ nhá. Số 1 này đọc là sinh cô cự ấy. Thì các bạn có cái chữ gì? Các bạn có chữ thân và chữ cáo. Từ này có nghĩa là khai báo hoặc là kê khai. Ngoài ra có còn một chữ học ở N2 rồi, đấy là chữ thâm và chữ khắc, có nghĩa là nghiêm trọng. Jiu cố cự hay là jin cố cự thì không tồn tại những cái từ quen thuộc. Tiếp theo chúng ta có câu số 3, một câu về âm cư nhô mi này. Chimu no oku no senshu ga kantoku o nanani iru yo da. Ở đây các bạn thấy là có gì nhỉ? Có chữ mộ, đúng không? Đây là chữ mộ. Vậy thì chữ mộ sẽ có âm kunyomi là sitau. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 3. Sitate. Có nghĩa là ngưỡng mộ đấy. Rồi, câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, rất là nhiều vận động viên trong đội, rất là nhiều tuyển thủ trong đội ấy, có vẻ như đều rất là ngưỡng mộ huấn luyện viên. Ngoài cái từ citate này ra, có thể người ta gạch chân cái chữ này cũng có thể làm câu hỏi N1 được nhá. Chữ giám và chữ đốc có nghĩa là huấn luyện viên hoặc là đạo diễn, trong trường hợp này là huấn luyện viên. Chữ mộ này thì âm kunyomi là sita, còn âm ghép âm onyomi ấy đọc là bo, ví dụ trong từ idol. Đấy, ái mộ này. Tiếp theo câu số 1. Itawatte đọc là itawaru thì chúng ta sẽ có động từ gì nhỉ? Chữ Hán sẽ là chữ lao. Itawate đây có nghĩa là chăm sóc hoặc là an ủi tùy trường hợp.
Uyamate. Uyamate sẽ là chữ kính, kính trọng. Và số 4, Kabate. Bao che, bao bọc, bảo vệ, đúng không? Chữ này là chữ tí. Chữ này thì nó ngoài bảng thực dụng Hán tự. Rồi tiếp theo câu số 4 này. Tatemono no iriguchi wa yakan wa nanani sarete iru. Cái câu này cũng là một câu mà sẽ khiến nhiều bạn khá là dễ sai. Ví dụ như là ở câu số 2 này, chúng ta sẽ lấy cái phần gì nhỉ? Cái phần chữ chung để chúng ta đọc là chu, thì chúng ta chọn được phương án đúng không? Và các bạn sẽ nghĩ vậy, các bạn sẽ thấy là cái chữ ghép bởi bộ gì nhỉ? Bộ kim và chữ định này, thì các bạn nghĩ là vậy thì chữ định đọc là T, vậy có thể là chữ này sẽ đọc là T, các bạn nghĩ là một trong hai sẽ là đúng, nhưng không phải nhé, không phải trường hợp nào là chúng ta cũng giữ nguyên như vậy. Đấy. Chữ định đâu phải là lúc nào nó cũng đọc là mỗi là T đâu, đúng không? Ví dụ chúng ta có trong từ gì? Chúng ta có trong từ này chẳng hạn này. Đây, chữ khám và chữ định nó đọc là dồ mà. Kanjo có nghĩa là thanh toán. Thì trong trường hợp này ấy, cái chữ này nó sẽ không đọc là T mà đọc là dồ. Hoặc các bạn có thể nhớ trong từ viên thuốc ấy, chắc là học đến N1 rồi thì rất là quen thuộc cái từ viên thuốc đúng không? Đây. Đếm thuốc đọc là dồ, như vậy chúng ta sẽ loại trừ 1 và 2, chỉ còn 3 với 4 thôi. Đằng trước chúng ta có đây là chữ thi. Chữ thi thì nó sẽ có âm là C, không có trường âm, như vậy chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là phương án số 4. Câu này có nghĩa là cái từ Sejo này ấy, nó có nghĩa là khóa cửa. Cái cửa vào của tòa nhà ấy, thì ban đêm được khóa, chúng ta lựa chọn 4 nhá. Nói kỹ hơn một chút về cái câu này. Cái chữ thi ấy là một chữ mà có thể người ta sẽ hỏi lại trong các lần thi sau, bởi vì là một chữ Hán quan trọng của N1. Thì âm cương của nó là hodoko, trong từ hodoko sự. Hay hodoko sự có nghĩa là thi hành, bố thí, rất là nhiều nghĩa, hay là thêm vào cái trang trí. Âm ghép nó sẽ có cách đọc là si. Ví dụ các bạn có trong từ gì si chẳng hạn. Gì si là thực thi này. Hay là trong từ si xét sự, một từ vựng quen thuộc rồi đúng không? Cơ sở hạ tầng. Cơ sở này, cách đọc khác là C. Các bạn sẽ có trong từ ví dụ như là C cô thi công. Đấy, thật ra là thi công nó đọc là C cô hoặc là si cô đều được. Hoặc là các bạn có trong từ cái chữ này nó sẽ có âm Hán Việt là thi hoặc là thí, trong từ bố thí đấy. Bố thí sẽ là phư xê nhá. Đây. Đấy. Có thể người ta sẽ hỏi trong một lần thi nào đấy chẳng hạn. Các bạn lưu ý. Ở các phương án còn lại chúng ta có chữ số 1 đọc là CT ấy, thì các bạn có chữ Hán là chữ chế và chữ định. Chế định đặt ra này, số 3 Sejo. Hán tự là chữ chính và chữ thường. Đây, nó sẽ xuất hiện cái từ thanh và tịnh này trước này. Sạch sẽ này. Trong sạch và chữ chính và chữ thường. Đây, bình thường. Câu số 5. Tai sắc no kịch cờ Jiban no Nanani wa Kui tomerarete iru. Kết quả của biện pháp thì ở đây người ta gạch chân chữ trầm và chữ hạ. Người ta cũng rất là biết tìm từ để người ta hỏi mọi người đúng không? Bởi vì chữ hạ nó sẽ có cái đọc là cao là ghê đúng nhỉ? Trong trường này đọc là cờ nhá. Và chữ trầm sẽ là chin, như vậy chúng ta lựa chọn phương án đúng là phương án số 2, chin cờ. Các bạn chọn ni bằng. Chin cờ có nghĩa là sụt lún đấy, nền đất mà nó yếu ấy thì nó sẽ bị lún, bị sụt, thì chúng ta dùng cái từ này. Kết quả của biện pháp đúng nhờ của đối sách đã được áp dụng ấy thì ngăn chặn được đúng nhờ, cười tố mê là ngăn chặn thì để thể bị động, cái việc sụt lún nền đất đã được ngăn chặn. Có thể người ta cũng sẽ hỏi các bạn cách đọc của từ gì bang này nhá, chưa, nó cũng là một từ vựng của N1 đấy. Các từ còn lại thì chúng ta có từ tồn tại đấy là từ sinh cả tiến hóa. Cái chữ trầm này ấy, chúng ta sẽ có nó là kanji N2, âm kunyomi là shizu, trong từ shizumu có nghĩa là chìm xuống hoặc là lặng, tâm trạng sa sút cũng có thể dùng từ này. Rồi câu số 6 này, một câu về âm kunyomi tiếp. Hageshi yuki ni nanani mae ni susume nai. Chữ Hán của chúng ta đây là chữ gì đấy? Đây là chữ trở đúng không? Trở trong từ trở. Cách trở đấy, cản trở. Thì âm cương của nó sẽ là Habamu. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 4.
Câu này nghĩa là gì nhỉ? Hageshi yuki ni habamarete có nghĩa là bị gì đấy? Bị cái tuyết rơi dữ dội nó cản trở. Đấy, cho nên là không thể tiến lên phía trước được. Âm onyomi của chữ này là đọc là so nhá. So, ví dụ trong từ sochi, à xin lỗi, sochi này. Trở chỉ có nghĩa là cản trở này, hay là sogai, trở hại, trở ngại. Các từ còn lại chúng ta có số 1, kakomarete. Kakomarete là chữ vi, bao quanh. Karamarete, karamu là dây dưa dính dáng. Kobamarete, này, từ chối, đây cũng là một kanji N1, mọi người lưu ý có thể người ta sẽ hỏi các bạn từ này. Rồi chúng ta sang tiếp theo, môn đai số 2 là môn đai từ vựng. Câu số 7 này. Kurumotachi wa nanani no rizumu ni awase teo tataitari odotari shita. Bọn trẻ ấy nó vỗ tay và nó nhảy theo cái nhịp điệu gì đó. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái từ mà đi được với từ rizumu đúng không? Chúng ta cùng xem các từ, các phương án là gì nhá. Từ số câu số 1 này, từ này đọc là tegaru. Từ tegaru này nó có nghĩa là đơn giản dễ dàng. Các bạn thấy có chữ thủ là cái tay với lại chữ khinh này, nhẹ tay có nghĩa là làm gì đó một cách đơn giản, không mất công mất sức. Thì thông thường đi với tegaru ấy nó sẽ có những từ ví dụ như là tegaru na shokuji chẳng hạn. Đấy, một bữa ăn đơn giản, chẳng hạn như là pha gói mì tôm ăn là xong ấy, thì có thể dùng cái từ tegaru này đúng không nhỉ? Và các bạn có thể dùng là, cái cách nói là tegaru ni zukaeru, có thể sử dụng một cách đơn giản dễ dàng không mất công mất sức. Ở đây là đi đi dư mự thì không phù hợp nên chúng ta loại một này. Số 2, chúng ta có chữ Hán là chữ khinh và chữ xuất, từ này gọi là kê sốt sự. Kê sốt sự nghĩa của nó giống tiếng Việt có nghĩa là khinh suất, hấp tấp, không cẩn thận, thiếu thận trọng. Đấy, có nghĩa là làm gì đó mà không có suy nghĩ sâu xa gì cả. Thông thường nó sẽ đi kèm với lại những cái từ chỉ cái cách thức hành động. Ví dụ các bạn có thể nói là kê sốt sự na handan chẳng hạn này, cái đánh giá, cái phán đoán mang tính chất khinh suất đúng không, cái suy nghĩ này, kangai này, hay là có thể đi với từ hito người đấy, chứ không đi với lại dizumu nhá. Tiếp theo câu số 3, phương án số 3 chúng ta có từ này là đọc là kigaru. Kigaru này đúng nhỉ, ki tượng trưng cho kimochi là cảm giác nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu đấy, không có phiền hà phức tạp gì. Thì có thể đi với lại một số từ chẳng hạn như là kako chẳng hạn này. Kigaru na kako có nghĩa là cái bộ dạng đúng nhỉ, trông rất là thoải mái dễ chịu. Hay là có thể nói là kigaru ni hikikeru có nghĩa là tiếp nhận một cách dễ dàng đấy, đơn giản dễ chịu không khó chịu. Từ số 4, từ này đọc là kekai. Hán tự là chữ khinh và chữ khoái, nhẹ nhàng vui tươi dễ chịu. Đấy, nó có thể dùng để chỉ gì nhỉ? Nó chỉ động tác đấy, hoặc là có thể chỉ cảm xúc dễ chịu, hoặc là diễn tả bệnh đã trở nên tốt hơn khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Thì nó sẽ đi với lại từ đi dư mự ở đây, nên là chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 4 nhá. Phân tích hơi dài hơi lâu nhưng các bạn cố gắng nghe kỹ, bởi vì đây là những cái phần mà có thể người ta sẽ hỏi lại đấy. Tiếp theo câu số 8, một câu về katakana. Yoshu Jugyo fukushu toyu nani wo kurikaesu koto de chishiki no teichaku wo hakaru. Bằng việc lặp lại cái gì đó đấy, được biểu diễn, được minh họa bằng cái gọi là ôn tập, tham gia giờ học, rồi chuẩn bị bài, yoshu là chuẩn bị bài nhỉ, chuẩn bị bài này, tham gia bài học này và ôn tập đấy, thì gì nhỉ, lập ra được cái kế hoạch củng cố kiến thức đúng không? Tê chắc tụi này có nghĩa là củng cố, làm cho kiến thức nó định hình đấy, nó ăn sâu. Vậy thì chúng ta sẽ dùng từ nào đây? Các bạn có số 1 này, pichi này, từ pichi này từ gốc của nó sẽ là này, pitch có nghĩa là nhịp độ, tốc độ. Nó dùng trong âm nhạc hoặc là thể thao ấy, thông thường nó sẽ đi kèm với lại cái từ gì nhỉ? Nó gần giống từ speed độ nha, và nó sẽ đi kèm được với từ hayai, ví dụ như là pichi ga hayai.
có nghĩa là cái nhịp độ nó nhanh. Đây, hai ai. Hoặc cũng có thể đi với từ gì nhỉ? Ageru chẳng hạn. Pichio ageru có nghĩa là nâng cái nhịp độ này. Tiếp theo, chúng ta có số 2. Đọc là saikuru. Saikuru. Cycle đúng không? Ở trong tiếng Anh. Đây. Từ này có nghĩa là chu kỳ đúng nhỉ? Vòng. Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng đây là một cái phương án chính xác. Chúng ta lựa chọn số 2 nhá. Lặp lại cái chu kỳ đúng không? À, một chu kỳ thì nó sẽ là một vòng khép kín gồm có như thế này. Đấy, ví dụ như là vòng tuần hoàn của nước hay là một chu kỳ của động cơ vân vân. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nói là yon cycle no engine, động cơ 4 gì nhỉ? Động cơ 4 chu kỳ đấy. Hoặc có thể nói là keiki ni wa cycle ga aru, có nghĩa là ở trong cái kinh tế ấy, thì nó sẽ có cái chu kỳ tăng trưởng rồi thì suy thoái vân vân. Đúng, đây sẽ phải là số 2 là phù hợp nhất bởi vì đi được với lại từ kurikaesu và cái biểu hiện gồm có cái quá trình này. Từ số 3 các bạn có từ shifuto. Shifuto từ này quá quen thuộc rồi nếu bạn nào dùng máy tính đúng không? Shifuto này. Phím shift đúng không nhỉ? Shift có nghĩa là thay đổi, chuyển đổi. Đấy, có thể dùng trong cái trường hợp là mang tính là ca làm nữa, ca làm việc ấy. Ví dụ chúng ta có thể nói là shifuto key có nghĩa là cái phím shift này, hay là arubaito no shifuto có nghĩa là cái ca làm thêm. Không phù hợp. Số 4, pace. Pace là từ pace có nghĩa là gì nhỉ? Tốc độ, nhịp độ. Nó cũng gần giống từ speed độ nhá, có thể nói là pace ga hayai hoặc là my pace chẳng hạn. Đúng, đây phải là 2. Tiếp theo câu số 9. Câu số 9 này là cái câu mà hồi diễn ra kỳ thi làm rất là nhiều bạn bị sai đây này. Câu 9 này. Toji sha kan dewa funso ga kaiketsu dekizu daisan sha ga nanani ni haita. Ở giữa gì nhỉ? Ở giữa những cái bên liên quan ấy thì cái phân xô đây cũng là một từ của N1. Phân xô là hán tự là phân tranh, những tranh chấp. Ở giữa các bên liên quan thì không có giải quyết được tranh chấp. Và bên thứ ba ấy đã vào làm sao đó. Chúng ta xem này, số 1. Chữ này là chữ đại và chữ hành. Đọc là daiko. Từ daiko này có nghĩa là đại diện, thay mặt. Đấy. Thông thường khi mà dùng cái chữ daiko này người ta sẽ có hai cách. Một là người ta sẽ nói là no daiko suru có nghĩa là đại diện làm thay cái việc phía trước, ví dụ như là tetsuzuki này. Tetsuzuki o daiko suru. Đấy. Làm thay thủ tục này hoặc là gyomu chẳng hạn. Gyomu o daiko suru. Đấy là cách một nhá. Cái cách thứ hai ấy là người ta sẽ đi kèm với lại những từ chỉ chức danh, ví dụ như là Sacho này, Sacho Daiko là thay mặt giám đốc này, vân vân. Thì rõ ràng là đây không phù hợp đúng nhở, không phải bên thứ ba họ thay mặt. Câu số 2 chúng ta có từ này là từ Chiusai, đọc là Chiusai, hán tự là trọng và tài. Thì từ này nó mang nghĩa là trọng tài, hòa giải hoặc là trung gian, nghĩa là chúng ta thấy ok đúng không nhỉ? Và phương án đúng của chúng ta sẽ là số 2 bởi vì vừa nghĩa đúng và vừa có một cái dạng cố định đối với lại cái câu này, đó là dạng đây. Chỉ có gì nhỉ? Chỉ có cái câu số 2 ấy, chỉ có phương án số 2 nó mới đi được với động từ hai tự như thế này nhá. Còn lại số 3 hay số 4 mặc dù nghĩa gần gần giống nhưng mà nó sẽ không có cái dạng thức như thế này nên chỉ có số 2 là phù hợp. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Có nghĩa là ở giữa hai bên không giải quyết được tranh chấp và bên thứ ba ấy họ đã vào làm trung gian hòa giải. Câu số 3 này, chữ Hán này là chữ can, là chữ thiệp, đọc là canso. Các bạn sẽ nghĩ là bên thứ ba vào can thiệp hợp lý đúng không? Thì thứ nhất là cái từ này nó không đi với lại cái phần được bôi vàng đây, và thứ hai ấy, cái từ canso can thiệp này nó kiểu như là
can thiệp xen vào một cách hơi tùy ý ấy, kiểu vậy. Ví dụ như là Tani no sekatsu ni kansho suru, can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đây, ví dụ có thể nói là Tani no sekatsu ni kansho chẳng hạn, kansho suru, can thiệp vào cuộc sống của người khác này. Đấy. Hay là can thiệp vũ trang, đúng nhở? Những cái ông lớn mà các ông ấy rất là hay đe dọa các nước nhỏ ấy bằng việc các ông ấy sẽ cho quân đội, cho vũ trang vào, có thể nói là Buryoku Kansho. Đấy. Từ số 4 nhá, từ này là chữ Hán là chữ môi và chữ gì? Chữ môi và chữ giới. Từ này là baikai. Nó mang nghĩa đúng là môi giới trung gian luôn. Ví dụ như là trung gian truyền bệnh chẳng hạn, hay là trung gian giữa hai bên, nhưng mà rất tiếc là nó sẽ không có dạng cố định đi kèm với ni hai được, nên chúng ta không lựa chọn cái này nha, chúng ta phải lựa chọn số 2 mới chính xác. Câu này một câu khó bởi vì là có 3 phương án gây nhiễu, gồm có 3 ví có 2 phương án gây nhiễu bên cạnh phương án đúng là số 2. Tiếp theo câu số 10. Sono itazura wa musuko no nanani ni chigai nai. Itazura là gì các bạn nhỉ? Itazura là cái trò nghịch ngợm đúng không? Cái trò nghịch ngợm đó ấy, chắc chắn là gì đó của con trai tôi. Các bạn thấy các phương án này từ đầu tiên shiwaza. Shiwaza từ này có nghĩa là trò hành động, việc làm mang tính chất nghịch ngợm phá phách. À, hợp lý đúng không? Chúng ta lựa chọn phương án số 1. Cái này đã từng từ này đã từng ra ở trong phần thi các năm trước rồi. Đúng là Ichiban nha. Số 2 này, các bạn có từ soburi. Nào, soburi. Soburi nó là dáng vẻ điệu bộ cử chỉ. Thông thường đi với từ soburi ấy, nó sẽ là soburi o suru. Đấy, có nghĩa là có cái dáng vẻ điệu bộ như thế nào đó. Đi với động từ suru nhá. Hoặc đi với lại động từ soburi o miseru là cho thấy cái dáng vẻ điệu bộ như thế. Không phải. Số 3, udemae, từ này quá quen thuộc rồi. Từ này là từ vựng của N2, có nghĩa là tay nghề kỹ năng đúng không? Các bạn được học ở N2 rồi. Ví dụ như là ryori no udemae, tay nghề nấu ăn này, hay là udemae ga agaru, tay nghề nâng cao. Phô diễn tay nghề đúng không nhỉ? Phô diễn tay nghề người ta dùng từ hiro nhá, từ vựng N1 này. Đây. Udemae o hiro suru. Số 4, từ này là atsukai. Atsukai. Từ này rất là nhiều nghĩa, có thể nghĩa là đối xử hoặc là sử dụng. Ví dụ như là kohei na atsukai có nghĩa là đối xử công bằng, hay là atsukai ga muzukashi, cái việc xử lý nó khó khăn, vân vân, không phù hợp. Đúng ở đây phải là số 1. Câu số 11. Kansei magiwa no mansion ni tekkan ga aru koto ga nanani shite 工事が中止された。 Đây, một cái việc này, nội dung của cái việc đó là như sau. Có cái kịch cằn. Kịch cằn là gì nhỉ? Kịch cằn là khiếm khuyết, lỗi đúng không? Có lỗi, có khiếm khuyết, có khuyết điểm ở cái chung cư mà sắp hoàn thành. Đấy, cái việc mà có khuyết điểm ở chung cư sắp hoàn thành nó làm sao đấy. Và cái việc xây dựng, thi công ấy đã được dừng lại. Các từ chúng ta có số 1 này, các bạn có từ này là chữ phát và chữ giác là hạc các cự. Hạc các cự này có nghĩa là lộ ra, bại lộ một cái sự việc, một cái âm mưu mang tính chất không tốt đã được gì nhỉ, luôn được, luôn bị giấu, luôn bị che giấu ấy, nó hiện ra, nó lộ ra một cách rõ ràng. Thì rõ ràng là rất là phù hợp với ý của cái này đúng không? Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 1 nhá, lộ ra. Nhưng mà câu này nó sẽ có phương án gây nhiễu mà khiến nhiều bạn lựa chọn đấy. Các bạn biết là mấy không? Số 2 là gì nhỉ? Số 2 là chữ Hán là chữ phái với chữ sinh, từ này là hase. Phái sinh này có nghĩa là phái sinh hoặc là phát triển. Ví dụ như là betsu no mondai ga hase suru, có nghĩa là những cái vấn đề khác ấy, nó phát sinh, nó phái sinh, nó phát triển từ một cái ban đầu. Số 3, chữ này là chữ ba và chữ cập, đọc là hakyu. Hakyu này có nghĩa là lan tỏa ảnh hưởng, có nghĩa là cái sức ảnh hưởng ấy nó mở rộng, nó lan ra như là sóng biển vậy đúng nhỉ?
chúng ta có thể nói là zen koku chẳng hạn, zen koku hoặc là zen sekai ni hakyu suru, đấy, lan ra toàn quốc hoặc là lan ra toàn thế giới. Này không phù hợp. Cái gây nhiễu ở đây ấy sẽ là số 4. Rất là nhiều bạn nghĩ rằng số 4 mới đúng. Bởi vì sao? Từ số 4 nhé, đọc là roshutsu. Hán tự là chữ lộ và chữ xuất. Và nhiều bạn sẽ nghĩ là lộ ra. Đấy, việc này lộ ra. Đúng từ roshutsu này có nghĩa là lộ ra thật. Thế nhưng mà cái từ roshutsu này này, nó không phải là cái sự việc bị che giấu, lộ ra. Mà cái lộ ra này ấy, ví dụ như là da thịt chẳng hạn. Đấy, da thịt ví dụ như là hadao. Chúng ta phải nói là hada nhé. Hadao roshutsu sự là làm lộ ra thịt ăn mặc hở hang đấy, hoặc là gì nhỉ, hoặc là dây điện chẳng hạn, đúng không, dây điện đi đi không cẩn thận đấy, đi lộ ra đúng nhỉ, không đi ngầm, thì chúng ta cũng có dùng từ roshutsu sự này. Ngoài ra có thể dùng trong nhiếp ảnh, nó có nghĩa là phơi sáng, ví dụ như là nhiếp cái bức ảnh nó bị phơi sáng quá đà, chúng ta có thể nói là roshutsu sự over. Đấy, không phù hợp, mặc dù dịch ra tiếng Việt là lộ ra nhưng mà không phải là cái sự việc mà là gì nhỉ? Mà là một cái vật thể đấy, hoặc là phô diễn ra da thịt các thứ ấy, nên là không chọn 4 được nhá. Nhưng mà cái hồi đi thi thì nhiều bạn chọn 4. Tiếp theo câu số 12, một câu về từ láy, mọi người đều thấy có các từ lặp lại này. Kono onsen ni wa hada ni ii sebun ga fukumarete iru no de, New York go wa hada ga nanani ni narimasu. Ở cái suối khoáng này ấy, bởi vì nó chứa những cái thành phần tốt cho da, cho nên sau khi tắm xong thì da trở nên như thế nào đó. Mọi người thấy là có thành phần tốt cho da đúng không? Vậy thì chắc chắn là da phải trở nên như nào? Mịn màng đúng không nhỉ? Đấy, giàu sức sống cái kiểu kiểu như thế. Chúng ta cùng xem các từ nhé. Từ đầu tiên zara zara. Zara zara nó dùng để diễn tả, có miêu tả về da thật, thế nhưng mà nó có nghĩa là thô ráp, xù xì. Đấy. Zara zara toshita hada có nghĩa là cái làn da nó thô ráp, xù xì, không hợp nghĩa. Loại này. Số 2. Neba neba có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là dinh dính, nhấp nháp. Đấy, không phải nha. Sube sube là mịn màng, trơn tru, đúng rồi. Phù hợp với nghĩa. Tam bằng là chính xác. Da mịn màng. Và số 4 là gotsu gotsu có nghĩa là gồ ghề hoặc là thô thiển. Gồ ghề nó diễn tả ví dụ như là gotsu gotsu toshita iwa là cái tảng đá gồ ghề xù xì này, hoặc là gotsu gotsu shita otoko là người đàn ông mà thô thiển, không lịch sự. Đúng đây phải là 3. Tiếp theo câu số 13. Câu cuối cùng ở phần môn đai 2. Giron ga nanani awanakute hanashi ai wa heikousen o tarotta. Từ giron là nghị luận. Cái việc nghị luận, cái việc bàn luận nó làm sao đó mà cái sự trao đổi, đàm phán nó, các bạn thấy ở đây người ta dùng cái cách nói này, heikousen là đường song song. Đấy, đàm phán nó đi theo hai đường song song. Có nghĩa là ông nói A, bà nói B, hai bên chả có gì nhỉ? Chả có tí liên hệ nào với nhau, không hợp không hợp cái cách nhìn nhận của nhau. Đấy. Kiểu như là đàm phán, cái việc trao đổi đã đi vào bế tắc đấy. Vậy thì cái nghị luận là như thế nào? Chúng ta cùng xem từ nào phù hợp nhá. Số 1 này, kakari, nếu như là kakari awanai. Đây. Kakari au có nghĩa là liên quan, dính dáng tới. Đấy. Ví dụ như là các bạn có thể nói là Torabru chẳng hạn. Torabru ni kakari là dính dáng tới khó khăn, dính dáng tới rắc rối. Này nó không phù hợp với nghĩa nên là chúng ta sẽ loại một này. Số 2, hari awanakute, gốc là từ hari au. Hari au nghĩa của nó bằng từ kyoso nha mọi người nha. Kyoso là cạnh tranh. Không phải đúng không? Nghị luận cạnh tranh là không đúng rồi. Không cạnh tranh là sai. Từ số 3 này các bạn có kami, kami awanai. Động từ ban đầu sẽ là kami au. Kami au nếu mà viết Hán tự ấy, nó sẽ là chữ này các bạn ạ. Kamu là cắn, đúng nhỉ? Đấy. Cắn
nếu mà chúng ta dịch là cam ngữ là cắn, a ngữ là hợp, cắn khớp vào nhau đúng không? À, nó dùng diễn tả cái bánh răng ấy. À, những cái bánh răng mà khi mà những cái gì nhỉ, những cái chỗ lõm và chỗ lồi nó ăn khớp vào nhau thì có thể dùng mở rộng ra, người ta dùng cho câu chuyện đấy, hoặc là cái việc trao đổi nó phù hợp với nhau về mặt nội dung, nó khớp nhau. À, vậy thì ở đây rõ ràng là Giron có thể đi kèm được cái từ này đúng không? Cái cuộc bàn luận nó không ăn khớp nhau, mỗi người nói một ý. Đúng, đây phải là số 3 nhá. Số 4 này, cái này Hán tự là chữ điếu, đọc là chữ đi, chữ đi. Bình thường từ chữ đự nó nghĩa là câu cá. Một chữ đi là tiền lẻ đấy. Còn chữ đi có nghĩa là cân bằng, hài hòa, tương xứng. Cái từ này có thể người ta sẽ hỏi lại, cho nên là nói thêm với các bạn này, mặc dù nó không phải là đáp án. Nghĩa của nó là cân bằng. Ví dụ chúng ta có thể nói là bên trái và bên phải cân bằng nhau, có thể nói là sa yu ga chữ đi đấy. Có thể nói với nghĩa là hài hòa đúng không? Ví dụ là cái gì nhỉ? Cái màu sắc của áo sơ mi với lại của cà vạt nó hài hòa với nhau, chúng ta cũng có thể dùng từ tsuri này. Có thể nói là nekutai to shatsu no iro ga tsuri. Đây nhá, có thể người ta sẽ hỏi lại trong cái phần lần thi sau đấy. Rồi đúng, đây sẽ là sam bằng. Chúng ta sang môn đai số 3 là môn đai về từ đồng nghĩa. Câu số 14. Yuji ni shokuhatsu sarete jigyo o hajimeta. Từ được gạch chân là từ shokuhatsu sarete. Thì shokuhatsu là gì đấy nhỉ? Là truyền cảm hứng. Được bạn tôi truyền cảm hứng và tôi đã bắt đầu cái sự nghiệp. Từ này đã từng được hỏi rồi, đã từng được hỏi trong một lần ở các kỳ thi trước rồi, và hỏi luôn trong môn đai từ đồng nghĩa này ấy. Nên các bạn có thể nhớ, các bạn có thể làm các đề thi các năm trước để gặp lại các câu quen thuộc, hoặc là học nhiều để có được cái từ mà các bạn gặp khi làm bài đi thi, các bạn sẽ gặp lại. Vậy thì từ nào mang nghĩa là được truyền cảm hứng đây? Số 1 này, số 1 là sasowarete là được rủ, không phải. Số 2 là tean sarete là được đề án, không phải đúng không? Taskerarete là được giúp đỡ, không phải. Số 4 là shigeki sarete là được kích thích. Đúng rồi, được kích thích, được truyền cảm hứng, được khích lệ. Đúng, phải là 4 nhá. Tiếp theo chúng ta có câu số 15. Kare no gendo ni wa hotondo no hito ga heiko shiteiru. Hán tự của chúng ta là chữ gì nhỉ? Chữ bế và chữ khẩu. Đấy, kiểu như là phải gì nhỉ? Phải im lặng, nín lặng, không biết phải nói gì, không biết phải làm sao, bối rối. Vậy thì câu nào đồng nghĩa đây, từ nào đồng nghĩa đây? Hầu hết mọi người đều bối rối, nín lặng với lại cái câu nói và hành động của anh ta. Vậy thì là narete là quen với, komatte là bối rối, hay là gakkariste là thất vọng, hay là hotoshite là thở phào nhẹ nhõm. Đúng, phải là số 2 đúng không? Komatte. Tiếp theo câu số 16 này. Kare wa shigoto o yamete kara kimama na segatsu o shiteru yoda. Có vẻ như là anh ta sau khi nghỉ việc ấy thì sống một cuộc sống kimama. Các bạn có thể suy luận một chút này. Ki, chữ Hán là chữ khí, nó tượng trưng cho khí chất đúng không? Cảm giác, cảm xúc của con người. Mama các bạn được học rồi, nó nghĩa là giữ nguyên. À vậy thì giữ nguyên những cái gì nhỉ? Những cái khí chất, những cái tính chất. Vậy nó sẽ gần nghĩa với từ nào nhất? Số 1 đọc là gì nhỉ? Số 1 đọc là shiso. Shiso này có nghĩa là giản dị, không phải. Số 2 là taikutsu. Taikutsu là nhàm chán, không đúng nhá. Số 3 là zetaku. Zetaku có nghĩa là xa xỉ, xa hoa, cũng không đúng đúng không? Vậy thì đúng về đây là số 4, zi, tự do. Đúng là yomba. Tiếp theo, câu số 17. Rokuji hatsu no hikoki ni wa jakkan kuseki ga arimasu. Từ này là một từ rất quen thuộc của N1. Đọc là jakkan. Bình thường thì ở trong các giáo trình ấy, các bạn sẽ thấy người ta bảo là jakkan sẽ bằng skoshi.
một chút, một ít. Đây nhìn chẳng có cái nào là Scotty cả. Tất nhiên người ta phải thay đổi đi một tí đúng không? Chúng ta cùng xem nhá. Madagascar là vẫn này, Canary là kha khá tương đối này, không phải. Ikutska là một vài, à một vài là giống Scotty nhất đúng không? Osoraku là có lẽ. Đúng đây phải là số 3. Trên chuyến bay xuất phát vào lúc 6 giờ ấy thì vẫn còn một vài ghế trống. Câu số 18. Kore wa tewake shita hou ga ii. Từ này là tewake. Tewake này không phải là chia tay đâu các bạn nhá, không phải là kiểu như là chia tay nhau wakareru đự đâu, mà tewake này có nghĩa là có nhiều người. Đấy, chia ra, anh một tay tôi một tay. Từ này có nghĩa là phân chia, phân công công việc. Đấy, các bạn thấy các phương án người ta cho nó đều có chữ phân cả này. Số 1 là bunkatsu. Cái từ bunkatsu này có nghĩa là phân chia, kiểu như là chẳng như là chúng ta mua trả góp ấy, chúng ta không thể trả được trong một lần thì chúng ta chia nhỏ nhiều lần ra. Đấy là cái từ số 1 không phù hợp đúng không? Số 2 là bưng bết sự là phân biệt, không đúng rồi. Bưng tan là phân chia, phân công công việc đúng nhá. Bạn sam bằng. Số 4 là bưng rươi phân loại, không phải. Rồi câu số 19, câu cuối cùng của phần từ đồng nghĩa. Hayashi-san ga nokotta shigoto o tekipaki to shori shite kureta. Anh chị Hayashi đã xử lý cái công việc còn lại cho tôi một cách rất là tháo vát. Tekipaki là từ đã được học ở Shinkansen N2, có nghĩa là tháo vát. Tháo vát thì nó mang nghĩa là gì? À, nhanh và chính xác. Như vậy đúng ở đây phải là số 1. Số 2 là gì nhỉ? Jikan o kakete teinei ni, có nghĩa là mất nhiều thời gian, làm cẩn thận, một cách cẩn thận. Không phải, đấy là tekipaki nhá. Harikite là hăng hái. Iagate là chán ghét, khó chịu, không đúng. Tiếp theo chúng ta sang môn đài cuối cùng, môn đài 4. Môn đài cách dùng từ. Câu 20, các bạn có từ này đọc là Ketsumatsu. Ketsumatsu này có nghĩa là kết thúc hoặc là kết cục. Đấy, thông thường kết thúc hoặc kết cục ấy nó sẽ là gì nhỉ? Kết thúc, kết cục của một câu chuyện hoặc là một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim, vân vân. Nó sẽ có đi kèm với lại những dạng cố định, ví dụ như là Ketsumatsu ga tsuku. Đấy, đối nghĩa sẽ là tsukanai, hoặc là một gì nhỉ, một cái kết cục thỏa đáng, hợp lý. Datona này, một kết cục bi thảm. Hisana đi với lại Ketsumatsu. Và bây giờ chúng ta sẽ xem những cái nào mang tính chất giống như vậy để chúng ta lựa chọn nhé. Câu 1 này, bởi vì có việc gấp cho nên là tôi đã không thể ở đến kết cục của bữa tiệc. Cái này chắc chắn là không đúng rồi. Với sự kiện như bữa tiệc chúng ta không dùng từ Ketsumatsu, chúng ta dùng từ Owari. Tôi không thể ở đến cuối bữa tiệc được. Câu số 2, câu số 2 Monogatari. À thấy có Monogatari, chắc chắn là chúng ta lựa chọn phương án 2 đúng không? Kết cục của câu chuyện. Đấy, kết thúc của câu chuyện. Bởi vì muốn biết cái kết thúc của câu chuyện, kết cục của câu chuyện cho nên là tôi đã đọc cái cuốn sách dày trong một đêm. Tôi đọc hết luôn. Đúng là 2 nha. Số 3 này. Những người nào mà đến sau thì hãy xếp vào kết cục của cái hàng này. Không phải đúng không? Chúng ta nói là hãy xếp vào cuối hàng. Cuối hàng sẽ dùng từ sai gộ. Câu số 4. Komakai eda no Ketsumatsu ni kawaiirashii shiroi hana ga saiteiru. Ở kết cục của cái cành nhỏ ấy thì nó có những bông hoa trắng rất là đáng yêu dễ thương, không phải. Cái này chúng ta có thể hiểu là ở cái đầu đúng nhỉ? Ở đầu cành. Đấy. Vậy thì chúng ta phải dùng từ gì? Chúng ta phải dùng từ một từ rất là lạ bạn ạ, từ kozue. Đây. Kozue nhá. Nó nghĩa là cái phần gì nhỉ? Cái phần ngoài cùng của cái cành. Tiếp theo chúng ta có câu số 21. Số so soru một động từ. Từ này mang nghĩa gì? Mang nghĩa là khơi dậy hoặc là kích thích. Đấy. Câu này cũng khó đấy, bởi vì là chúng ta sẽ phải nhớ là từ sosoru nó đi kèm với những từ như thế nào. Từ sosoru mang nghĩa là khơi dậy kích thích, nhưng mà những cái từ đi kèm với nó mang tính chất cố định. Ví dụ như là khơi dậy cái bokenshin. Khơi dậy cái gọi là cái tinh thần mạo hiểm. Đấy. Khơi dậy cái gì? Khơi dậy cái kokishin. Khơi dậy cái sự hiếu kỳ, tò mò. Khơi dậy cái gì nhỉ? Khơi dậy cái kiyomi, khơi khơi dậy cái hứng thú.
Khơi dậy gì đấy? Khơi dậy cái shokuyoku, cái cảm giác thèm ăn, hoặc là gì nhỉ, namida chẳng hạn, khiến người ta rơi nước mắt. Namida. Đấy, chúng ta sẽ xem cái nào phù hợp nhá. Câu số 1 này ở phía trước ấy, bởi vì là một cái khúc cua gấp cho nên là cần phải có biển báo mà khơi dậy sự chú ý. Đấy, các bạn sẽ nghĩ là số 1 đúng không? Cái môn đai này mà chúng ta dựa vào cái nghĩa thì gần như là khó có thể lựa chọn được một cách chính xác hoàn toàn. Cái này chúng ta còn phải dựa vào những cái từ đi kèm nữa. Đấy, cái đi với từ chui chúng ta không thể dùng số số rự được, mà chui các bạn phải dùng từ kanki nhé các bạn nhé. Đây, hán tự là hoán và khởi. Từ này cũng là một từ của N1 đấy. Kanki này có nghĩa là khơi gợi. Đi với chuyo, chuyo, kanki sự là gây chú ý. Câu số 2 này. Phát ngôn của ông Morita hôm trước ấy thì đã gì đây? Đã bị phê phán là khơi dậy cái sự đối lập của người dân. Dịch nghĩa cũng thấy có vẻ hợp lý, nhưng mà tai đít sự lại không đi với số số được. Cái này các bạn phải dùng từ aoru. Đây. Aoru. Động từ này có nghĩa là khuấy động, kích động. Câu số 3 này. Mùi vị, hương vị, mùi vị, mùi hương cũng như là màu sắc của món ăn ấy là những yếu tố mà khơi dậy cái shokuyoku. À đúng rồi, các bạn thấy có shokuyoku đúng không? Thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 3 là những yếu tố mà khơi dậy cái cảm giác thèm ăn. Nhìn một món ăn rất là ngon mắt đúng nhỉ? Mùi hương thơm và nếm thử vị ngon nữa thì nó sẽ là những cái mà khiến cho chúng ta gì nhỉ? Cái sự thèm ăn được kích thích, được khơi dậy. Chúng ta sẽ dùng cái bối cảnh như vậy nhá. Câu số 4 này.救命センターの no Ishi wa tsuneni kincho sosorareteiru. Các bác sĩ ở trung tâm cứu hộ ấy luôn luôn được khơi dậy cái sự hồi hộp căng thẳng, không phải cái này chúng ta phải dùng kanji. Luôn luôn cảm thấy thì mới đúng. Tiếp theo câu số 22. Câu số 12 chúng ta câu số 22 các bạn thấy có chữ Hán là chữ già và chữ đoạn. Đây là shadam. Từ này có nghĩa là chặn, chắn, ngăn cản. Thông thường nó sẽ đi kèm với lại những từ chỉ cái gì nhỉ? Chỉ giao thông nhá. Cô tsuo shadam sự là chắn cái giao thông này. Chắn cái sư cô, chắn cái sự đi lại này, sự thông hành này. Chắn so ôn, chắn tiếng ồn này, chặn tiếng ồn, ngăn tiếng ồn này. Chặn cái đường chạy thoát, nigemichi này. Chặn tia tử ngoại này, ánh sáng đúng nhỉ? Shigaisen, tia tử ngoại, tia cực tím đấy, hoặc là hikari. Chúng ta cùng xem câu số 1. Nếu là cái phòng này ấy, thì nó chặn âm ở bên ngoài và có thể thu âm được cái phần biểu diễn piano. Đúng rồi, chúng ta thấy có gì đấy, có ô tô đúng không nhỉ, nó giống như là số ôm, nên là chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 1 là phương án chính xác. Câu số 2. Để kiểm tra máy móc ấy thì chúng tôi chặn tạm thời cái việc vận hành nhà máy. Không ai nói thế đúng không? Chúng tôi dừng tạm thời. Cái này các bạn dùng từ tc. Hán tự là đình và chỉ thì hợp lý nhá, chứ không phải là shadam. Tiếp theo câu số 3. Daiet to hajimete irai daisuki na amai mono shadan shiteru. Kể từ khi bắt đầu ăn kiêng thì tôi chặn những cái đồ ngọt mà tôi thích. Không đúng đúng không? Cái này chúng ta phải nói là tôi làm sao? Tôi hạn chế. Hikaeru. Hikaete, hoặc có thể dùng từ gaman. Gaman shite. Câu số 4 này. Kanojo kara totsuzen kousai wo shadan suru to iwarete odoroita. Đột nhiên tôi bị cô ấy nói là chặn cái việc cô sai, chặn cái việc hẹn hò. Cho nên là tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cái này không đúng, cái này phải dùng từ kotoaru. Từ chối. Rồi tiếp theo chúng ta sang câu số 23. Hán tự của chúng ta là chữ
yếu và chữ thỉnh, từ nào là yose. Yose này có nghĩa là yêu cầu đề nghị. Này, nếu các bạn mà dịch là yêu cầu đề nghị thì các bạn sẽ thấy có nhiều câu đúng nhưng mà nó sẽ không phù hợp với bối cảnh của câu. Yose này là yêu cầu đề nghị của gì nhỉ? Của một cái tình huống mang tính chất tương đối là cứng. Đấy, thường là của số đông người ấy, và nó mang tính chất là người ta thực sự cần thiết cái điều đó nên là người ta đưa cái yêu cầu đấy ra. Thông thường đi kèm với nó chúng ta sẽ có là ví dụ này, yoseo ireru, hay có thể nói là shutsubao yose suru, yêu cầu tranh cử, đúng nhỉ? Ta cùng xem nhá. Câu 1 này, cái máy này ấy là cái thứ mà mới nhất, tính năng thì tốt nhưng mà cái yêu cầu về điện lớn, cho nên là đấy là một cái nan tền, đấy là một cái điểm yếu, đấy là một cái khuyết điểm. Không phải đúng không? Không phải nghĩa của từ yose như vậy. Trong trường này chúng ta có thể nói là cái gì nhỉ? Cái điện năng tiêu thụ nó lớn, các bạn có thể nói là shohi denryoku. Đấy. Shohi denryoku ga oki nhá, có nghĩa là cái tiêu thụ điện năng nhiều, tốn điện đấy, cho nên là không ổn. Câu số 2. Isaichi kara no yose de kuni kara Iryo chimu ga haken sareru koto ni natta. Bởi cái lời yêu cầu đề nghị từ cái vùng chịu thiệt hại. Mà gì đây nhỉ? Mà một cái đoàn, một cái nhóm y tế đã được phái cử, đã được nhà nước phái cử, đúng rồi. Chúng ta lựa chọn phương án số 2, nghĩa phù hợp. Đây. Hinto là Hisaichi kara. Câu số 3 này. Câu số 3 là có khi là lúc làm là nhiều bạn chọn đấy. Công việc lần này ấy, bởi vì không yêu cầu cái bằng cấp đặc biệt cho nên ai cũng có thể ứng tuyển được. Đấy, các bạn sẽ dịch như thế và các bạn dùng là yose mang nghĩa là yêu cầu đúng không? Nhưng mà nó không phải dùng trong bối cảnh như vậy nhá. Với cái tư cách bằng cấp ấy thì thường người ta sẽ nói là iranai. Tokubetsu na shikaku wa iranai, là không cần. Hoặc là nếu mà nói một cách gọi là lịch sự và kiểu đúng như là dùng của N1 ấy, người ta dùng từ fumon. Đây, hán tự là bất và vấn, có nghĩa là không hỏi. Người ta sẽ nói là tokubetsu na shikaku fumon nano de, chúng tôi không yêu cầu. Thì các bạn phải dùng từ này chứ các bạn không dùng từ yose nhá. Câu số 4 này. Tôi gì đấy, tôi uống mấy chai rượu rượu vang cao cấp và tôi đã có cái yêu cầu từ nhà hàng một khoản rất là đắt tiền, rất là cao. À, đối với lại khoản tiền này chúng ta sẽ không dùng từ yokyu, phải dùng từ gì nhỉ? À xin lỗi, không dùng từ yose, cái này chúng ta phải dùng từ gì đấy? Seikyu. Đấy. Kiểu như là hóa đơn yêu cầu thanh toán đấy, mới đúng. Rồi chúng ta sang câu số 24. Gikochi này. Có lẽ đây là cái từ khó nhất ở trong 6 từ ở môn đài 4 này. Từ Gikochi này có nghĩa là thiếu tự nhiên, gượng gạo. Nó sẽ đi kèm với những từ như thế nào? À, nó sẽ đi kèm ví dụ với từ đô sợ chẳng hạn. Cái động tác thiếu tự nhiên, động tác gượng gạo, cái thái độ đúng không? Đấy. Cái thái độ gượng gạo thiếu tự nhiên. Ngoài ra có thể đi kèm với lại động từ dưới dạng thức là phó từ nhá. Ví dụ như là Giko chinaku warau, cười gượng này. Đấy. Rồi thì chào hỏi một cách gượng gạo này. Đấy. Chúng ta cùng xem câu số 1 này. Lúc mà gặp ca sĩ mà tôi ngưỡng mộ ấy, vì quá căng thẳng cho nên động tác của tôi nó bị gượng gạo. À đúng rồi, thấy luôn cái đồ sợ đúng không? Chúng ta lựa chọn phương án số 1 là phương án chính xác. Câu số 2. Cái con đường này ấy, cái trạng thái mặt đường nó tệ và bởi vì nó gượng gạo cho nên là khó lái xe. Không đúng đúng không nhỉ? Cái này chúng ta dùng từ khác, không phải là dùng từ Gikochinai. Cái này các bạn có thể xóa đi nhá. Nó nói luôn là trạng thái cái mặt đường nó tệ và khó lái xe. Hoặc có thể dùng nó làm sao đây? Nó gồ ghề đúng không nhỉ? Có thể dùng là deco boco đúng nhỉ? Đấy. Câu số 3 là gì đây nhỉ? Năm nay thời tiết nó không tốt cho nên là cái việc gì nhỉ? Cái việc nghe nói là cái việc
sinh trưởng của inê, của lúa và rau ấy, nó ngượng gạo, không ai nói hết, không ai nói như vậy hết. Cái việc sinh trưởng của những cái cây này nó sao, nó chậm. Okureteiru thì mới đúng. Câu số 4 này. Ở kaze de nodo no choushi ga yokunai no ka koe ga gikochi nakute kikitori nikui. Không biết có phải là vì cổ họng tôi nó không không được tốt do cảm cúm hay không mà cái giọng nó gượng gạo và khó nghe. Cái này phải là giọng khàn đúng không? Giọng bị khàn, bị khàn, dùng từ kasurete. Kasurete. Rồi, chúng ta sang câu cuối cùng, câu số 25. Một câu phó từ. Các bạn thấy hán tự là chữ đoán, đọc là danjite. Cái từ này ấy, nó có nghĩa là nhất định. Đấy, nghĩa của nó sẽ giống từ kanarazu nhá. Kanarazu, nhất định. Và trong trường hợp giống với nghĩa kanarazu, nó sẽ đi với lại dạng khẳng định. Ví dụ chúng ta có thể nói là danjite kanse sasete miseru, nhất định là tôi sẽ hoàn thành cho bạn xem. Ngoài ra nó còn có nghĩa là nhất quyết. Đấy, nó giống sẽ giống từ kesite và đằng sau sẽ là dạng phủ định, nhất quyết không gì đó. Rồi, các bạn sẽ xem từ nào là phù hợp này. Câu 1. Anh ta cố gắng hết sức để nhớ ra nhưng mà có vẻ như là nhất định không nhớ cái sự việc lúc đó. Cái này không đúng đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ mặt ta cự là hoàn toàn không nhớ, chứ chúng ta không dùng là kesite hay là kanarazu, nên nghĩa không thể giống như danjite được. Chúng ta không lựa chọn. Câu số 2. Sono tobira wa totemo omokute donna ni oshitemo danjite akanakata. Cái cổng đó ấy, rất là nặng. Cho dù có đẩy thế nào đi chăng nữa thì nó. Cái này chúng ta cũng phải dùng từ mặt ta cự đúng không? Hoàn toàn không mở ra. Câu số 3 này. Thời còn trẻ thì tôi rất là khỏe mạnh. Tôi chưa từng bị cảm. Đây cũng phải dùng mặt ta cự đúng không? Mặt ta cự. Tôi hoàn toàn chưa từng bị cảm bao giờ, nhưng mà gần đây thì có vẻ như là tôi đã yếu đi khá nhiều rồi. Vậy chỉ còn 4 thôi. Các bạn thấy này, nó có cái dạng thức là danjite yurusarenai này. Đấy, không thể tha thứ, không thể được tha thứ nhá. Thông thường những cái này nó mang tính chất hơi cố định ấy, đi kèm. Cái việc mà phân biệt đối xử hay là bắt nạt người khác là không được tha thứ, không thể nào mà tha thứ được. Chính xác là yombang. Thì đó là cái phần chữa đề này. Hy vọng là các bạn được học thêm những cái kiến thức thú vị từ cái phần chữa đề. Mong các bạn sẽ luôn theo dõi, ủng hộ các video trên kênh YouTube Anh Sensei cũng như là các bài học ở trên fanpage Anh Sensei. Và nếu các bạn cảm thấy việc tự học là khó khăn, các bạn có thể nhắn tin cho Sensei để tham gia lớp học online trực tuyến qua Zoom. Ở đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau học tập tương tác trực tuyến với nhau. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sắp tới.